Ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, xác minh những người đưa thông tin sai lệch, không đúng về di tích chùa Cầu Sau trùng tu. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn về việc trên mái chùa Cầu có quá nhiều đĩa mới. Một tài khoản Facebook còn đặt nghi vấn mất cấp khi bảo tồn đối với các đĩa trang trí trên mái chùa Cầu, kèm theo đó là hình ảnh chùa Cầu trước và sau khi trùng tu để so sánh. Lãnh đạo Công an thành phố Hội An cho biết, hiện nay có nhiều người lợi dụng việc trùng tu di tích chùa Cầu để đưa thông tin không đúng lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh di tích chùa Cầu, hình ảnh du lịch Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Chúng tôi sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những người đưa thông tin không chính xác về di tích chùa Cầu, lãnh đạo Công an thành phố Hội An khẳng định. Còn ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khẳng định, nội dung mất đĩa cổ trên mái chùa Cầu sau khi trùng tu được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin xuyên tạc, vu khống. Theo ông Ngọc, toàn bộ đĩa mặt tiền dìm mái phần cầu được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến 80%. Hai đầu cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất hoàn toàn. Bờ nóc, bờ chảy các đĩa gốc bị nứt nhẹ đã được xử lý và trả lại. Chi tiết cụ thể các phần này có hình ảnh hiện trạng đã chụp, ghi chép và hoàn thành thực tế.